Nấm mối xào cháo. Nay ăn cháo nấm mối nha mọi người ơi. Đây là vợ yêu quý của mình đây. Đẹp gái không? Chào mọi người đi các ơi. Chào mọi người cái quen mặt ơi. Thấy ghê quá. Đi lô coi mũ. Mình đập được mấy tay nấm mối, gặp mấy em này. Lâu mình có lọc ăn rồi. Nấm mối xào, tí mình đổi cháo. Đây nồi cháo đây. Cái này có hôm nay không có gà. Có gà mới đúng bài luôn á. Đúng giờ. Đây là chị cả, chị đại trong nhà. Nóng quá. Phải ngồi tủ lạnh luôn. Chào con. Hello các con. Hello. Con tên gì? Con tên là Bùi Ngọc Lâm. Con mấy tuổi rồi? 3 tuổi hả? Con làm gì á? Nóng hả? Dạ. Đây mắm muối bột ngọt nồi cơm. Đây, tiết mục đập đá bắt đầu. Ngon quá. Dặn bớt ra đi. Bỏ nêm nếm vô. Cháo nấm này thiếu gà, thiếu gà đúng bài. Gạo nở rồi. Nêm nếm này. Ít bột ngọt. Xíu mắm, nước mắm, ba rô na. Thế là xong. Mọi người có thấy nấm này ngon không rồi? Thấy ngon thì đăng ký kênh cho em đi. Cho em được nhiều người đăng ký nha mọi người. Thôi, những lúc con đoạn quan trọng em xin kết thúc video để ăn uống này.